Xá lợi tử, như vậy hết thảy vô lượng vô biên đại công đức, tất cả đều là đạo bồ đề của các đại bồ tát. Xá lợi tử lại hỏi, công đức mà tôn giả đã nói, đó là do oai lực của những ba la mật đa nào mà thành tựu? Thiện Hiện đáp, công đức mà tôi đã nói, đó là do oai lực của bát nhã ba la mật đa mà thành tựu. Vì sao? Xá lợi tử, vì bát nhã ba la mật đa như thế có thể là mẹ của tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp của thanh văn, độc giác, bồ tát, như lai đều sanh ra từ đây. Bát nhã ba la mật đa như thế có thể giữ gìn khắp tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp của thanh văn, độc giác, bồ tát, như lai đều an trụ nơi đây. Xá lợi tử, chúng đại bồ tát ở đời quá khứ tu học rất viên mãn bát nhã ba la mật đa, đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chúng đại bồ tát ở đời vị lai tu học rất viên mãn bát nhã ba la mật đa, sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chúng đại bồ tát ở đời hiện tại trong mười phương vô lượng cõi Phật tu học rất viên mãn bát nhã ba la mật đa, nay chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, xá lợi tử, nếu đại bồ tát nào nghe thuyết bát nhã ba la mật đa mà tâm không nghi hoặc cũng không mê muội, thì nên biết đại bồ tát này luôn luôn an trụ như vậy, không bao giờ xả bỏ, nghĩa là dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường xuyên tinh cần cứu độ tất cả hữu tình. Nên biết đại bồ tát này thành tựu tác ý tối thắng như thế, gọi là tác ý tương ưng với đại bi. Khi ấy xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, nếu đại bồ tát nào luôn luôn an trụ như vậy, không bao giờ xả bỏ, sẽ thành tựu tác ý tương ưng với đại bi, thì tất cả hữu tình cũng được thành tựu đại bồ tát. Vì sao? Vì tất cả hữu tình cũng đối với sự an trụ và tác ý này không bao giờ bỏ, nên các đại bồ tát cùng với tất cả hữu tình không khác nhau. Cụ thọ Thiện Hiện đáp, lành thay, lời của ngài nói thật giống y tôi nói. Tuy chỉ là gạn hỏi tôi mà tác thành ý nghĩ của tôi. Vì sao? Xá lợi tử, vì hữu tình cho đến người thấy chẳng có, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng chẳng có. Hữu tình cho đến người thấy không thật, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không thật. Hữu tình cho đến người thấy vô tánh, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng vô tánh. Hữu tình cho đến người thấy là không, nên biết trụ và tác ý như thế cũng không. Hữu tình cho đến người thấy viễn ly, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng viễn ly. Hữu tình cho đến người thấy tịch tĩnh, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng tịch tĩnh. Hữu tình cho đến người thấy không giác tri, nên biết trụ và tác ý như vậy cũng không giác tri. Xá lợi tử, sắc cho đến thức chẳng có, không thật, vô tánh, không viễn ly, tịch tĩnh, không giác tri, nên biết trụ và tác ý như thế cũng chẳng có, không thật, vô tánh, không viễn ly, tịch tĩnh, không giác tri. Như vậy cho đến thanh văn, độc giác, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng có, không thật, vô tánh, không viễn ly, tịch tĩnh, không giác tri, nên biết trụ và tác ý như thế cũng chẳng có, không thật, vô tánh, không viễn ly, tịch tĩnh, không giác tri. Xá lợi tử, do nhân duyên này nên các đại bồ tát đối với trụ và tác ý như vậy thường không xa lìa, cùng với các hữu tình không khác nhau, vì tất cả pháp và các hữu tình hoàn toàn không nên không khác nhau. Lúc bấy giờ Thế Tôn khen ngợi Thiện Hiện, lành thay, ông khéo vì các đại bồ tát mà tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, đều nương sức oai thần của Như Lai. Nếu có vị nào muốn vì các đại bồ tát mà tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, thì nên tuyên thuyết như ông đã thuyết. Nếu đại bồ tát nào muốn học bát nhã ba la mật đa, thì nên theo lời nói của ông mà học. Nếu đại bồ tát nào theo lời dạy của ông mà học bát nhã ba la mật đa, thì đại bồ tát này mau đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, làm an lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Khi cụ thọ Thiện Hiện vì đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì ở tam thiên đại thiên thế giới này biến động sáu cách.
Đông vọt lên, Tây lặn xuống, Tây vọt lên, Đông lặn xuống, Nam vọt lên, Bắc lặn xuống, Bắc vọt lên, Nam lặn xuống, giữa vọt lên, một bên lặn xuống, một bên vọt lên, giữa lặn xuống. Khi ấy Thế Tôn liền mỉm cười, cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì